Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài học chữ Hán. Mình là Thảo đến từ HCC Japan và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học đến những cái chữ mà có liên quan đến bộ ngôn, ngôn trong ngôn từ lời nói đấy ạ. Đầu tiên, chúng ta có một cái từ rất là hay thông dụng, đó là dengon. Dengon có nghĩa là lời nhắn, tin nhắn lại. Ở bên hình bên tay trái của chúng ta có từ dengon memo. Nghĩa là gì? Cái giấy, tờ lệnh giấy ghi nhớ để chúng ta ghi lại những cái lời nhắn tin từ ai đó. Ví dụ ở công ty chẳng hạn, khi có ai nào đó gọi điện đến một người khác mà người đấy không có ở công ty mà chúng ta nghe điện thoại, thì chúng ta sẽ ghi lại cái lời dengon, tức là cái lời nhắn. Và khi mà muốn hỏi là tôi có thể gửi lời nhắn dùng hộ tôi cái này được không ạ? Thì chúng ta thường nói một câu rất là thông dụng nhất là dengon onegai dekimasu ka? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào những cái chữ Hán mà có liên quan đến bộ ngôn nhé. Nói đến cái phần ngôn tức là lời thì là sẽ là những chữ Hán nào mà có liên quan đến lời nói đúng không nào? Đầu tiên chúng ta có chữ ký. Chữ ký này kết hợp từ bộ ngôn và chữ kỷ thì có nghĩa là ghi chép một cái gì đó. Ví dụ như là nikki có nghĩa là nhật ký mà chúng ta ghi hàng ngày đúng không nào? Còn khi chúng ta ghi mà chúng ta điểm cái gì đó vào đâu đó thì chúng ta có chữ ký new, ký và nhập. Đơn giản như câu hãy viết tên của mình vào đây. Koko ni namae wo koki new kudasai. Tiếp tục chúng ta có chữ bình. Bình trong bình phẩm đánh giá phải không nào? Bình phẩm đánh giá thì đương nhiên phải dùng đến lời nói rồi. Chúng ta có bộ ngôn và bình. Ở đây chúng ta có hai từ. Thứ nhất là yobang. Yobang là bình phẩm về một cái gì đó. Ví dụ như là yobang no i, tức là những cái lời bình, những lời comment tốt. Còn hyoka thì có nghĩa là đánh giá. Ví dụ tự đánh giá về bản thân mình thì mình sẽ nói là jiko hyoka. Tiếp theo chúng ta có chữ phóng. Chữ phóng này thì được kết hợp từ chữ ngôn và phương. Phóng này trong ý nghĩa là thăm hỏi, đến thăm một ai đó đúng không nào? Đến thăm ai đó thì chúng ta phải dùng lời nói và gì? Ngôn từ đúng không? Để nói chuyện, giao tiếp. Phương để chỉ hướng đi, đi hướng này, đi hướng kia, đến tận nơi để thăm. Và chúng ta có một cái cụm từ đấy là hōmon kaigo. Kaigo nghĩa là gì? Chăm sóc bệnh nhân đúng không? Người già. Thì hōmon kaigo thì là những cái người hộ lý mà đến chăm sóc tận nhà cho bệnh nhân đúng không? Hoặc là đến thăm hỏi bệnh nhân ở tận nhà. Tiếp tục chúng ta có chữ chứng. Chữ chứng này trong nghĩa là chứng nhận, chứng thực một cái gì đó và chứng nhận một cái điều gì đó là đúng. Thì đã là chứng thực thì chúng ta phải có cái lời nói để đưa ra làm bằng chứng và chứng minh cho cái điều đó là đúng. Do vậy nó sẽ được kết hợp từ bộ ngôn và chánh hoặc là chính. Chúng ta có từ shomesho có nghĩa là cái bảng chứng nhận một cái gì đó. Cụ thể ở đây ví dụ chúng ta có một cái ví dụ là kekkon là kết hôn. Kekkon sho nghĩa là gì? Giấy chứng nhận kết hôn đúng không nào? Liên quan đến chữ ngôn, chúng ta còn một chữ nữa, đó là chữ thí. Thí này trong là gì? Thí nghiệm, làm thử một cái gì đó đúng không nào? Chữ Hán này sẽ được kết hợp từ bộ ngôn và thức. Thức trong nghi thức và tổ chức một cái buổi lễ hoặc là dạng thức của một cái gì đấy đúng không? Và một từ mà chúng ta rất là hay quen dùng đó là shiken, thì có nghĩa là kỳ thi. Ở đây chúng ta có một cái từ ví dụ đó là skenite, nghĩa là lịch trình, nite là lịch trình hay là cái thời gian biểu, thời gian thi chẳng hạn. Cuối cùng thì mình xin giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó là chữ thi. Thi này trong thơ ca đúng không? Chữ Hán này thì được ghép từ bộ ngôn. Thơ ca thì phải đọc lên lời và được đọc nó ở tự, tức là chùa, một người đọc thơ ở nhà chùa. Và chúng ta có từ shijin, nghĩa là nhà thơ, thi nhân. Và ở đây mình có một cái từ rất là hay cho các bạn, đấy là từ dojo. Dojo có nghĩa là ở trên đường. Những cái người mà hay ngồi viết những cái câu thơ, câu đối ở trên đường ấy, giống như kiểu là ông đồ ở bên Việt Nam mình, thì người ta gọi là dojo shijin. Như vậy là trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã cùng học khoảng 7-8 từ liên quan đến chữ ngôn đúng không? Ngoài ra bởi vì cái ngôn
tức là cái lời nói. Thế nên là nó sẽ liên quan đến rất rất nhiều từ chữ Hán và được kết hợp với rất nhiều chữ Hán. Chúng ta cùng tổng kết lại những cái chữ Hán mà chúng ta đã học trong ngày hôm nay có cái liên quan đến chữ ngôn nhé. Đầu tiên là Xi Jing, thi nhân, nhà thơ. Nikki hoặc Kinyu là gì? Liên quan đến chữ ký, nghĩa là gì? Viết nhật ký hoặc là điền vào một cái gì đó. Hyobang hoặc là Hyoka liên quan đến chữ bình trong bình phẩm, nghĩa là bình phẩm đánh giá về một cái gì đó. Chữ phóng, Homon, nghĩa là đến thăm một ai đó đúng không? Chữ chứng, chứng trong chứng nhận, nghĩa là gì? Chứng nhận một cái gì đó, giấy chứng nhận thì sẽ là shomeisho. Và chữ thí, thí này trong như là thí nghiệm hoặc là thí điểm một cái gì đấy đúng không? Thì chúng ta có từ shiken. Như vậy là đây sẽ là những cái từ mà có liên quan đến bộ ngôn, liên quan đến phần ngôn ngữ và lời nói và được đặt ở phần phía đằng trước của cái chữ Hán đó. Như mình đã nói thì nó sẽ có liên quan rất rất nhiều từ mà có cái phần bộ ngôn này. Và tuy nhiên thì những cái từ Hán này là những cái từ Hán mà rất là cơ bản cho các bạn ở cái trình độ N4. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.